Có điều muốn nói với anh. Ê, Katie, em thích anh. Chị Vani xin chào tất cả các em. Các em ơi, nhìn cái ghế bên đây là biết ngày hôm nay chị Vani có khách mời đúng không? Nhưng mà nha, ngày hôm nay khách mời của chị Vani rất là quen thuộc. Thật sự rất quen thuộc luôn. Chị Vani sẽ bật mí một cái keyword. Bạn ý là Slammer đầu tiên tổ chức tour event về Slam xuyên Việt. 5 giây comment. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, bạn nào mà có đáp án là người này nè. Ok, 1, 2, 3, hộp. Lâu quá rồi mới gặp em á. Dạ, là cũng lâu rồi chưa gặp chị. Dạ. Chào các bạn. Mình là Vivo Miko Shop đây. Và hôm nay mình đã được chị Vani mời đến Vani Wonderland. Thật ra là chị Vani hơi bị tiếc mùa hè năm ngoái. Năm ngoái chị có một cái series với các slammer mà không có em. Em biết tại sao không? Dạ. Đúng rồi, tại vì em tổ chức. Tại vì em ấy đi xuyên Việt. Dạ. Em có bao nhiêu event tại các tỉnh thành? Em nhớ không? Em nhớ là hồi hè là em tổ chức khoảng 10 cái. 10 cái là 10 tỉnh. Dạ, nhưng em không nhớ rõ. Trời ơi, chị rất là ấn tượng nha. Những cái đoạn clip quay lại mà bay bằng flycam luôn. Dạ, chiếc bố xe em làm, bố em làm. Chiếc xe của nhà em là đi trên cái đoạn đường mà màu trắng. Cái đoạn mà miền Trung á, rất là đẹp và chị rất là thích cái cảnh đó luôn á. Dạ, cũng có rất là nhiều người khen. Nhưng mà chị cảm thấy là nếu như mà mình mà đi được nhiều nơi mà mình kết hợp được với những cái mà em yêu thích, ví dụ như slam nè, rồi đợt đó là các bạn còn được làm với những người ta, các bạn được tự làm slam tại chỗ đó. Dạ. Thay vì là tới mua slam thôi thì các bạn còn được tự làm slam nữa, mà được gặp ngay slammer mà các bạn yêu thích nữa. Chỗ xuống rồi mình hút đi nhé cũng chị. Dạ, ok. Hẹn hôm nay đi hả? Em định tỉnh nào đầu tiên vậy? Hiện tại em chưa có kế hoạch. Sắp tới thì em sẽ tổ chức sự kiện tại Sài Gòn trước. Nhớ nha các em. Bây giờ mình tập cho mình nhìn như đây nè. Nhìn như đây nha. Dạ. Khoảng này nè nha. Dạ. Ok. Để nghe chị 1, 2, 3 là em chị cũng là hồ biến thì mới được nha. 1, 2, 3. Hồ biến. Đó. Đó, cái face swap này. Em đã chơi cái trò này luôn. Ok, em đã từng chơi cái trò mà có hai face chưa? Dạ chưa. Là chưa chơi luôn một người luôn. Một người chưa chơi luôn hả? Chưa bây giờ luôn. Vậy em sẽ chơi được hai người. Mà chơi cái này vui lắm, thật sự luôn á. Bây giờ mình thử nè. Hai. Trời ơi, tôi mắc phải ác quá. Là chị bị đập chết rồi. Ủa, mình không có vui luôn á. Thật sự là mình không có vui cái đoạn này luôn á. Ý là vậy. Dạ. Mà nếu như mà chị bị đập á, là chị sẽ phải nhận một cái gì hình phạt từ em. Đó là cái trò chơi cái gì. Nói thật hay nhận thử thách. Truth or dare. Yes, true or dare. Thì để biết chị Vani có nói thật hay không thì chị Vani có một cái app, một cái ứng dụng. Đây. Chị Vani có một cái app, một cái ứng dụng. Đây. Nếu như chị Vani nói một cái gì á, sau khi mà chị Vani nói xong, chị Vani sẽ để tay vô đây. Nó sẽ quét chị trong vòng 5 giây. Nếu như mà nó trả lời đúng thì chị thoát. Nếu mà nó trả lời sai thì chị lại tiếp tục bị phạt từ em. Chị mà xui quá vậy. Ý là chưa gì đã thấy xui rồi đó. Còn nếu như mà chị chọn không phải là chọn nói thật mà chọn những thử thách là chị phải nhận thử thách từ đầu. Dạ. Yeah. Rồi, ok. Em có thắc mắc là mình ịn cái gì không? Slime. Ịn slime được ở chợ luôn đó. Mình không ịn slime nhưng mà được rồi. Nhưng mà chị sẽ ịn một cái nó dễ chùi hơn và nó thơm hơn nữa. Mình ăn được nữa. Ok, nhìn nha. Mình lại nhìn ở đây nè. Lần này là chị sẽ truyền năng lượng cho em. Một, hai, ba, hồ biết. Ghê, em thấy chưa? Em ngồi ở đây có một chút mà em đã có hết rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Dạ. Mình chỉ chơi 3 vòng thôi nha. Chị vô dụng quá chị. Wow.
Ừ, cái này mình ăn đúng không? Ok em ăn nha, chị không ăn đâu á. Chẳng hạn nào, đi vô. Bị nè. 1 2 3 Trời ơi. Trời ơi, nó ngủ rồi, nó có tới cầm thôi hà. Yeah. Em chọn cái gì? Em chọn nó dưới là những thử thách. Thử thách? Thử thách hả? Em thử thách. Em thử thách hơn hả? Thật ra là chị nghĩ là chị thua cho nên chị chưa có cái thử thách nào cho Bibo Miko hết trơn á. Thử thách của em sẽ là gọi điện thoại cho biết gì. Gọi điện thoại cho Katy. Ok, Katy có. Em sẽ gọi điện thoại cho Katy. Em nói là Em với Katy là mối quan hệ gì vậy? Anh em mình. Em thích anh. Ok xong. Rồi, gọi đi. Gọi lớn nè. Ê biết, đừng nói đàn ông nha. Hello. Katy hả? Chứ ai má? Vivo nè. Biết rồi, em giọng biết rồi. Anh sắp cuối năm rồi đó. Sao? Sắp cuối năm hỏng mất tiêu rồi. Ủa thì sao má? Vui chứ ta? Thì biết vui rồi nhưng mà có điều không nói với anh nè. Chị. Có điều không nói với anh. Má đi. Ê, Katy em thích anh. Không, nhưng mà em thích anh. Không tin thôi, mệt ghê, cúp máy mệt. Trời ơi, chị thương em quá. Kiểu như, ủa, chưa từng bao giờ tỏ tình hả đi con? Dạ chưa. Hèn chi. Tại vì từ xưa đến giờ là em chưa từng tỏ tình với ai, cho nên là kiểu như là cái tin nó không có tin là đúng rồi đó. Người ta tỏ tình em. Ok ok, mình chơi tiếp đi để mình mình chơi tiếp đi để mình khai thác lẫn nhau. Em sẽ thấy chị xịt. Chị có cảm giác là người nào xịt cái người đó ăn gì đấy. Ok, người ta chị sẽ rút kinh nghiệm xịt ít hơn. Xịt nhiều xịt ít không ăn hả? Thôi, bây giờ chị đang thấy là người nào xịt thì người đó ăn, cho nên là chị xịt hơn. Chuẩn bị. Em sẵn sàng chưa? Đã rồi. Nãy giờ là chị đếm á. Thôi chị đếm anh chứ. Chị đếm nữa hả? Dạ. Thôi em đếm đi. Em nha. Dạ. 1 2 3 Trời ơi. Trời ơi. Mày con. Ok. Chị sẽ tiếp tục chọn nói thiệt hay nói dối. À chị thấy cái hồi cơm rất thiệt. Rất thiệt. Nói thiệt. Nói thiệt. Ok. Chị hứa với Ngọc là chị dẫn em tới đây là chỉ có em đi ăn thôi, chị không phải ăn. Bây giờ là chị đã ăn hai cuốn rồi. Chị Vani trong thời gian đi học, chị Vani có bao giờ bị không điểm chứ? Chị ngại quá, nhưng mà chị nói ra nó sẽ mất hình tượng của một người chị á. Kiểu như là chị làm nhiều cái video clip về hướng dẫn học quá. Nhưng mà bây giờ mà chị nói ra thì mấy bạn không có follow nữa. Ờ, nhưng mà chị vẫn phải thành thật thôi, chị đã từng không điểm. Ok, các em đừng hỏi mình gì nữa. Thôi đừng hỏi, em chị không trả lời ở đâu. Tại vì mỗi người một lượt chị có hỏi không? Tại vì em sợ không hóa nên à, nghĩ hỏi. Ok. Các bạn cùng xem câu kết quả là gì nha. Nãy giờ chị nói đúng luôn á. Chị không có giấu em cái gì đâu mà Miko. Tiếp theo, mình còn hai lượt nữa. Hôm nay em sẽ chứng minh là người xịt không phải là người bị ăn. Trời ơi, em sẽ chứng minh điều đó. Ok em. Con bé nó mạnh mẽ ghê chưa. Rồi em cũng mạnh mẽ, em đừng có mạnh mẽ như vậy. Em ơi, em có biết là cái gì gọi là gì hậu quả nhãn tiền không?
Lát hồi em làm hết cái đống đó. Chị Vinny đếm. Chị đếm đúng không? Dạ. Chị rung tay ghê. 1, 2, 3. Cho nên là ngày hôm nay chị muốn chơi cái này để cho Miko phải nói hết. Nãy giờ là Miko sẽ thương bố mẹ bằng nhau, sẽ nuôi bố mẹ khi bố mẹ về già. Miko cũng thích Katy nữa. Cái đó là thử thách, ok. Và bây giờ nếu như mà các em mà muốn chị Bunny tìm hiểu gì về Miko thì có thể comment ở dưới. Chị Bunny sẽ tiếp tục mời Miko ở clip sau, yên tâm. Ok. Các bạn nhớ comment nhiều vào, mình được gặp chị Bunny lần nữa. Yes. Bây giờ em muốn đến mà chị đến. Chị đến nha. 1, 2, 3. Oh, Miko. No. Con bé đã chứng minh được. Ngon. Không tin luôn á. Nhưng mà hơi béo. Đúng rồi. Ngon. Chị sẽ chọn thử thách em ơi. Dạ. Thật ra là hồi nãy chị chọn thử thách, nhưng mà sau đó chị quyết định là thôi không. Bingo Miko mà thử thách về làm các loại slam hay kiểu như slam mới, slam này, slam kia là chị không biết rồi. Chị đã xin Bingo Miko làm em ơi, chị chọn nói thiệt. Ok, em hỏi đi. Giữa gia đình và tiền chị sẽ chọn cái này. Chị thì chị chọn gia đình đó. Nhưng mà nãy giờ là chị thấy là cái máy này nào nó toàn là nói thiệt không à. Đúng không? Để mình test độ chính xác của cái máy. Đúng. Bây giờ chị chọn tiền. Để xem mà nó có đúng không nhỉ.
Câu trả lời cuối cùng là tiền. Dạ. Hoa hồng. Sao cái đó nói đúng rồi chứ. Và một lần nữa chị cảm ơn Bimbo Miko, thank you em. Em đã dành thời gian tới đây, chị hy vọng là đây là bắt đầu mùa hè rồi. Em sẽ có những cái sự kiện, em sẽ có những cái chuyến du lịch cùng kết hợp với lại cái niềm đam mê slam của em. Để không những em vui mà các bạn fan hâm mộ của em cũng vui nữa. Fan hâm mộ cái slam của em cũng vui nữa. Ê nhưng mà chị thấy em nhỏ lắm nha. Hồi nãy chị đang định hỏi một câu nhưng mà tại vì chị thua nhiều quá. Nói chị hỏi. Bây giờ chị hỏi nha. Ngoài slam ra em còn food. Dạ đúng. Beauty. Dạ beauty. Em định trở thành một doanh nhân hả? Mấy con. Dạ cái đó là ước mơ từ hồi nhỏ của em. Trời ơi. Nó mà thực sự ra cũng ngoài cái muốn làm cái business của mình thì em cũng muốn làm một chủ. Nói ra nó hơi kiểu nghe nó xa vời. Dạ xa vời. Nhưng mà thật ra nó là ước mơ. Dạ tại vì hồi ba mẹ em hồi xưa hay cho em, nói chung là đi du lịch nhiều thì đi bằng xe ô tô nhà thì đi qua những cái làng phố của Việt Nam á, xong rồi em thấy là kiểu nó nghèo, người ta còn khổ quá. Do khổ thì em muốn giúp Việt Nam nhưng mà bây giờ mình còn nhỏ quá. Dạ. Mình chưa giúp được. Nhưng mà trời ơi, chị rất là thích những cái ý tưởng này, có nghĩa là chị rất là thích những cái ước mơ, cái hoài bão, những cái hoài bão như thế này. Con người lớn thì còn hoài bão lắm và sẽ có những ý chí lắm. Em cố gắng lên, mình hãy like vì hoài bão ý chí của Bimbo Miko. Và nếu như like nhiều, comment tên của Bimbo Miko nhiều, chắc chắn Bimbo Miko sẽ quay lại Wonderland một lần nữa.